Nhỏ rồi, sống lang thang ngoài đường, không có ngủ trong nhà, khổ hồi nhỏ khổ, ngủ giữa đồng chòi làm ruộng mà có một mình, cách cái cây số mới có một cái chòi, sợ ma niệm Phật, nhỏ xíu là vậy rồi. Rồi khi lớn lên qua đây cũng làm ăn, cái mà gần biết về Phật pháp nhiều nhất á, từ lúc năm 2008 xây cái chùa. Có một bữa nằm ngủ cái thấy mình đi trên núi mà núi trùng trùng điệp điệp, mà có một mình kiệt mặc áo bình thường, còn ở sau lưng á cả mấy triệu mà mấy thầy mấy vị mặc áo vàng không, mà cái giấc mơ 2-3 lần, mình cũng nghĩ là mơ thôi, mình đâu lúc nào không biết gì hết. Cái sau cái hãng của anh nó khoảng 50.000 square feet, cái nằm mơ nữa anh thấy nữa, mấy vị mới về nói à cái số mệnh con á, làm chùa. Cái anh mới lấy phần nửa cái building cắt làm đôi làm chùa, từ thời đó mà bị đủ thứ chuyện hết, nhân viên cũng không ưa, gia đình cũng không ưa, bị đủ hết mà cũng nhắm mắt làm đại. Thì giờ cái chùa vẫn đang hoạt động ở dưới Freeman, gọi là viện Phật học. Thì từ đó cái mở chùa, cái mình thấy chùa nó chỉ có lợi cho Phật tử với mấy ông thầy thôi à, thấy không? Nhiều lúc mình đói bụng cái mình cũng phải chờ ông ăn xong cái nửa dĩa còn dư còn lại mình mới ăn. Ủa thật kỳ ta. Bắt đầu mình mới bắt đầu tới năm 2014 mình mới có duyên với cái núi này. Anh mua anh mới nghĩ ra anh làm cho mọi người lên. À con tôi đạo Công giáo, tôi đạo Phật, tôi mở 2 chỗ. Còn anh biết ngoài kia đâu đâu người nào không có biết đạo. Anh mở cái khu anh hùng dân tộc, mấy ông hải quân nè, chẳng đạo rồi đó. Thì mấy người mà tuổi nhỏ nó biết về Hùng Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ đó à. Thì từ đó cái này á, là quy tụ hết, mình không có phân biệt đạo cũng không không biệt người. Hôm nay em đầu thai Việt Nam, anh đầu thai Việt Nam, chứ kiếp trước anh là người khác, anh Mỹ hay là Ấn Độ hay là nhiều lúc khác, nhiều lúc mình làm tội á, đầu thai làm thú vật nữa. Anh xây tốc hành, tốc hành có nghĩa là có gì được anh cứ xây, là mục đích chính là mang hết tất cả mọi người lên đây. Tại ngày nào mình cũng chạy như con dòi á, đi mua rau cộng tỏi cộng hành á, mình cho là bận, nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là đến cái ngày hôm nay, cái thời kỳ thanh lọc là tận thế rồi nè, mà không ai hiểu, để cho họ lên đây để cho cái phong cảnh này nó yên tĩnh, rồi có tượng Phật tượng Chúa rồi cái họ mới mới, mới biết nó more value. Cái bệnh của mình là do cái đạo suy nghĩ, nếu mà mình bớt bị stress thì cơ thể mình cũng bớt bệnh, thì từ đó mình mới nhớ à xung quanh cái paycheck, cái công việc làm hàng ngày mình cũng còn cái cao cao quý hơn đó. Thì mục đích làm gì để cho lẹ lẹ để ta lên, cho nên từ lúc làm này có rất là nhiều đồng hương ở dưới hưởng ứng, ai cũng tất cả các đạo đạo nào lên đây cũng welcome. Chứ hồi xưa đạo Công giáo đạo Phật mình á, dùng này cũng còn, hiện giờ cũng còn, mình kỉnh nhau không, thật sự không nên kỉnh nữa. Nên giống như mình học chung với trường đại học vậy, người học môn kỹ sư, người học môn dược sĩ vậy đó, thế cũng là ra một cái trường, cũng miễn sao có học vấn là ok, sợ mấy thằng không học vấn thôi. Anh nghĩ rất là đơn giản, xưa anh đi vượt biên á, thiệt á, lúc mà tàu mà vô tới trại tị nạn anh chỉ còn quần xà lỏn thôi. Mỗi lần anh tắm á, anh ở chạy xong là anh tắm biển, anh phải canh trời nắng 3 tiếng đồng hồ sau cái quần nó khô anh mới ngủ được, mà gặp bữa trời ẩm ẩm là mặc quần ướt ngủ luôn, không có quần thay nữa. Anh nói thật, rồi qua tới Mỹ này nghèo lắm, đi bỏ báo rồi đi dọn cầu tiêu làm đủ ngày hết, 2 trái cây nữa, nuôi gia đình nuôi anh em. Thì gia đình anh em đầy đủ, cha mẹ cũng mất lâu quá, thì anh nghĩ cái này á, tiền của này không phải của anh, cho anh cho, thì anh phải trả lại. Anh mà tham mà anh mang theo làm chi, anh lúc nào anh cũng nghĩ là cuộc đời anh là qua tới đây là không có gì, thì giờ mình có nhiêu thì mình cứ để lại thôi, còn phần con cái mà nó có duyên làm con mình kiếp này á, thì mỗi đứa anh cũng cho anh học vấn thôi, anh cũng cho phần riêng á. Nít lớn lên Mỹ nó cũng đâu có tham như kiểu Việt Nam, anh cũng đâu có spoil mấy con anh đâu. Thì anh nghĩ nhiều đó, có nhiều anh cứ thả trở lại làm lại, chứ không có bỏ xây binh gì. Mà nếu mà ngộ nghe, khi mình làm cái này á,
cái những tháng mà kẹt tiền tính đổ xi măng, cái nó con hết tiền rồi con xin Phật cho con chút, cái tự nhiên nó thắng sao ấy. Mấy giờ tôi nói ok tao đặt mày làm mớ đồ vô mảnh, lâu mỗi lần hết tiền cái ra tượng than than con hết tiền rồi, bữa mua cây nè đổ tiền cái than than mua được 300 mấy chục ngàn tiền cây nè, mấy cây nè gần 20 triệu rồi á, tiền lập tượng, tiền xây dựng, tiền giấy tờ, mua dãy đất, nhưng mà giờ giá trị đâu phải vậy đâu. Cái này đất hồi xưa anh mua của nhà băng đó, nó còn rẻ, giờ mà đụng vô chắc đụng nổi luôn á, ở ngay cái thành phố mà 360 acre, nhiều tiền lắm á. Cái này xây thoải mái luôn, có bữa có mấy người bên Úc chỉ qua đây mua ticket, qua đây tao qua tao mừng quá. À, tới đây thôi à, chứ không có bà con thân nhân vậy ở khách sạn qua đây, rồi Canada cũng vậy, ở tiểu bang khác thì thiếu gì, mấy người mà tiểu bang khác hỡi tao rảnh là tao bay về, mấy anh chị ở trên xe đồ á, cuối tuần á, thứ sáu á, bay xuống đây chơi đi, chủ nhật vậy, nghĩa là không phải chỉ dân local mà giờ nó lù thế lớn rồi, ở Việt Nam tao cũng biết, mà ai mà về đây thăm thân nhân ở vùng này nè là người ta cũng dẫn lên đây. Mà cái chính sinh hoạt chính á, là dân là miền Bắc Cali giống như Sacramento về đây cũng như 2 tiếng lái xe, Tracy 1 tiếng rưỡi, Stockton hay những cái thành phố LA mấy bác đi xe đầu quặng đấy hoài. Tết nè, mùng 1 Tết á, chứ mùng 2 á tính ra sơ gần 30.000 người á, cái sân này á, kẹo hết lên tới tầng trên lên lúc nữa, ô quá trời đông. Ở đây cái bang á, mấy anh chị gói bánh tét luộc á, 1.500 đòn, người ăn khúc mà hết luôn. Mình luộc tại chỗ, mình gói tại chỗ, đông lắm. Mà xe ở ngoài đó là kẹt hết, mấy cái xe traffic mấy người Mỹ nó quậy quá trời quậy. Kệ vui được. Tất cả những ngày lễ Noel cũng có, mình cũng làm decorate theo kiểu Noel, cây Noel, rồi cũng lễ của bên Chúa. Lễ bên Phật thì thôi đó, Du Lan rồi Tết gần rồi như vậy đó, rồi Phật đản đó đều có hết, rồi Trung Thu, nghĩa là hầu như 2 3 tháng là có một chuyện, 2 3 tháng một chuyện, việc lo đâu nổi đâu, chỉ hướng cho ta làm thôi, chứ phải lo ở công ty cũng mệt đó. Thì mục đích của cái núi này nó có cái thiên nhiên của nó rồi, nhưng mà nói về mặt đời, còn mặt về tâm linh á, cái núi này á, là thánh địa rất là linh thiêng, thánh gì có đó, bệnh cũng hết luôn á nghe, mà chụp hình có nhiều người chụp đưa kìa coi á, hào quang bao bọc cái núi này đẹp lắm á. Thì kìa có mấy ông rồng ở đây nè, ông ba em vọng đây với mấy ông sơn thần, mấy vị hộ núi này dữ lắm á. Con nhỏ kia bị giống như bị stroke lên đây, cái bác sĩ nói không mổ được chết, cái đẻ vô là coi như là xong á. Tự nhiên cái gia đình lên đây khấn lên trên điện của Phật mẫu á. Phật mẫu là mẹ mẹ đất á, mẹ của tất cả các Phật trên đó, lấy chai nước cứ đưa vô đem nhà hương nhá, uống uống tự nhiên cái sáng cái cục mà máu nó sắp bể nó thòng, hay là sống lại ta lên đây ta cúng. Rồi đó là một chuyện nói về bệnh nhiều lắm, mình không nhớ mà rất là đông người lên đây cảm ơn hoài, cảm ơn mấy chục người rồi. Có một chuyện này vui, có một ông ổng là tướng đảng viên lên đây cứ khấn hoài, nói giờ bác muốn bỏ đảng mà bỏ thẻ đảng lấy thẻ xanh, bác lên đây bác khấn hoài mà nó mà không nhận mà bác về bển là rất mệt. Ông lên đây ông khấn khấn cái bữa mà ông vừa có được thẻ xanh ông mừng quá, ông nguyên gia đình lên đây cúng muốn thẻ xanh cũng trời, ổng là thứ thiệt á, ở trong mà kìa không có nói tên được hả. Ở đây là nhiều chuyện vui lắm à, có chuyện đó là vui, bỏ 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 thẻ đảng lấy thẻ xanh cũng lên đây khấn hay như là Phật, mà khấn được nghe ổng mừng quá trời mừng. Nhiều nhiều trạng nữa, là mấy đứa du học sinh cũng vậy. Còn nói về mặt đời, mấy đứa học Center State này nè, nó bị stress, nó làm homework á, nó lưu mấy cái cabin đây nè, yên tĩnh vô nó làm với mấy ngày nghỉ của nó làm SC, nó làm cái gì đó, ở này làm bài chung, nó là rất là gần với mình, người mình thích lắm.
Còn nếu về tâm linh á, đạo á, trên thế giới gian này á, người ta không có hiểu Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Đức Chúa Trời bên Công giáo á, là lớn nhất. Mỗi một lần ngày họp á, là Phật Chúa cũng phải đứng xếp hàng dưới thôi. Tất cả các Phật hay là Chúa hay là bao nhiêu đại đâu, Chúa có mấy 2.000 năm thôi, trước đây 2.000 năm, 30.000 năm trước ai? Phật Thích Ca vậy thì Phật thứ 7, tất cả 7 vị Phật trước cai quản địa cầu này, tất cả đều là bộ sứ của Thượng Đế. Nó giống như cái cây nè, có cái nhánh, mỗi lâu lâu có một cái nhánh là cái đạo mới ra đời. Nhưng quả thân cây đâu bao giờ thay đổi, Thượng Đế vẫn là vĩnh cửu. Ngài cho một cái đạo mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái vùng miền á, để thích hợp cho đó thôi. Chẳng qua con người của mình á, những người mà thầy giỏi hoặc là cha giỏi, người ta đấu gây lộn giống như ông Đạt La Đạt Ma với Đức Giáo Hoàng có bao giờ không? Hai ông ôm nhau hoài thấy không? Em không hiểu. Còn hàng dưới mình nhỏ nhỏ là kỳ thị. Nhưng mà cái đó không phải là do mấy cha mấy thầy thời nay, mà là do chính đó, cái bầu khí quyển này nè, nó bị trượt. Trượt đó là mỗi người nghĩ chuyện ác á, là nó gan luồng khói đen, nó cộng lại thành ra một cái đống trượt. Cách đây một tuần, Kiệt ngồi ngoài đó, Kiệt nói chuyện với sư phụ Kiệt là Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, than mấy cái vụ corona nè. Ngày mới nói con á, lâu nay con lo gì không mà bớt mà thiền. Ổng cũng la Kiệt một chút, thầy ông sư phụ kìa, ổng lo, ổng hộ Kiệt từ nhỏ, hồi 10 tuổi là ngày sát với Kiệt á. Kiệt mới có tượng ngoài đó, Phật Hoàng. Thường ngày về cũng y như tượng mình, nó đẹp lắm, mặc hoài hồng, mặc áo vàng nha, từ Việt Nam qua. Cái ổng mới nói cái trái đất này á, trượt nhiều quá, nó bao phủ quá rồi. Cho nên con người mình giờ phải khấn Chúa, khấn Phật, phải làm thiện cho nhiều vô thì tự động nó hết. Tức là mỗi một cái tư tưởng của mình á, giống như wifi, Derek có thấy được wifi không? Đâu có thấy được. Con người của mình suy nghĩ cái gì á, nó bắn ra cái luồng điện. Mà nhiều người mà nghĩ xấu quá đó, thành ra nó ấy. Mà Derek nên nhớ á, những cái người á, con người của mình bây giờ, những cái người mà tham tiền, tham vật chất nhiều á, nó giống như cái máy vậy, sáng cứ suy nghĩ cứ nhiều đó, làm hoài, ai nói gì cũng ô gì đó, cái nào mà không hợp ý mình là gì đó. Nhất là mấy bà Phật tử hay là mấy bà ấy, cứ đọc có nửa cái chấp tờ thôi là cứ cho mình là biết hết cái tam đại tạng kinh. Hồi xưa Phật Thích Ca giảng pháp á, ngài nói với mấy đệ tử mới giảng con nắm thôi, ngoài kia vũ trụ ở trên ba tấc đất có thần linh, tất giờ thánh thần sau lưng mình hiện giờ nó nhiều lắm đó, mình làm gì á mấy vị ghi xuống hết. Giống như Trung Quốc á, nó chế ra cái corona này á để mà nó chiếm cái hành tinh này, chứ đâu có phải đâu. Tại ngày đầu tiên á mà cực bị biết là cực buồn, cực lên trên điện cha Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi thiện chảnh, lúc đó cha hiện về nói cái này á là nhân quả của nhân loại. Nhân loại sau này á, có mấy cái sự vụ này á, mới biết là có Phật Thánh Tiên sát bên mình. Chứ hiện giờ ai cũng quên chứ, ai cũng nghĩ là họ là mình, nó không phải. Bây giờ đó, 9 tỷ người sống trái đất này, mình xuống núi một cái hả, nó 90 tỷ á, dòng linh á, nó không có cái thân người nhưng mà đầy hết. Mấy một lần á, mà ngồi mà ở dưới kia, kia không có đụng tới dòng linh nha, chùa cũng biết. Nhưng mà thấy tụi nó hả, muôn trùng luôn. Những con cóc nó chết nó cũng thành cái hồn của con cóc, nó nhảy nhảy nữa. Mấy con vật thấp cũng vẫn là hồn ma của mấy con vật thấp. Còn mấy mọi da đỏ ở đây nè, nó nhiều khi chết 300 năm nó cũng về sinh ăn. Đói, mấy tỷ phú mà sống ích kỷ chết cũng thành ra ngạ quỷ, cũng sinh ăn. Đâu mang tiền thôi được, bên kia đâu có ai bán đâu mua. Cõi mình với cõi kia đi song song. Ở bên kia thì cha Ngọc Hoàng Thượng Đế là bổ nhiệm. Ví dụ như cái vị mà mấy vị đều có chức vụ, không phải ai chết cũng có chức vụ bên kia đâu. Sinh như tướng, tử như thần. Ví dụ như Việt Nam trong lúc này, ví dụ như ông này, ông nọ mà đứng lên để mà đừng có sợ Trung Cộng nữa. Ông nói được phong thần, bản phong thần hai đang coi cái ông nào gan á. Đó. Thì mấy vị đó là đang có chức vụ cai quản nước Việt, giống như bà chị kia đó, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thầy coi coi nước Việt.
Hồi xưa á, mấy năm năm 7 năm trước á, thì anh Mẫu coi hết nước Việt. Sau này cái ông Lê Anh Việt ông được thượng đế. À, phải nói là thượng đế có 36 thượng đế, 36 tầng trời. Cái tầng trời mà ông Hoàng Đoàn Nhân gì mà ông Hoàng đế thích à, không phải. Tại vì cuốn kinh Phật của Đại thừa mấy ngày giảng đây không có đúng. Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị cao nhất sáng lập ra loài người. Còn cái ông 36 tầng trời, 36 thượng đế chứ không phải có một thượng đế đâu, tự ở đây người ta không biết. Rồi có một lần Kiệt hỏi ở trên mấy vị hỏi Kiệt hỏi chứ tại vì Kiệt đầu thai xuống Kiệt cũng quên hết. Kiệt hỏi Ngọc Hoàng Thượng Đế với Phật ai cao? Biết chưa? Nói, Ngọc Hoàng cũng đã là Phật, độc nhất Phật, ngài là cao nhất. Tất cả các Phật nhỏ sau này đều là làm dưới quyền hết, cả Phật Như Lạc cũng dưới rồi phần nào á. Còn bây giờ mình nói thì nó hơi đụng chạm tôn giáo thì cái số lượng đông họ không hiểu, sau này từ từ họ hiểu. Còn mấy vị ngoài đó đó là thường xuyên có những cách mà để liên lạc, giống như mình điện thoại, FaceTime đủ chuyện hết. Rồi họp, họp thượng đỉnh là họp nguyên cái bầu trời Thiên Hương Sơn nè. Lúc đó cha mẹ với mấy chư Phật hội đồng về đây sáng rực cái núi này à, thì là mới cái này gió lên chắc có gì không cho nói này, nhưng mà đại khái là ngồi thiền điển ngủ thiếp cơ bút, có người không biết gì à, cầm cái viết không viết viết à, rồi chạy đủ chuyện hết, nó như cao đài vậy đó. Thì 40 năm này sau này ai có đủ duyên thì hiểu và hiểu, còn bây giờ ai nói chuyện gì đó thì không có nói gì đâu, cái lòng việc thương người chỉ muốn người ta prepare, muốn người ta bớt cái tốn tiền tốn của tốn hơi tốn sức mà chửi lộn với nhau, kéo người này xuống rồi đẩy người kia lên, cái đó hơi quay tham. Chỉ lo giữ hơi lợi, giữ vốn lợi, chừng 2 năm nữa Việt Nam sẽ thành cường quốc kinh tế, về bển là lo làm giàu cho bản thân, lo làm giàu cho nước nhà. Thì cả ai cũng có lợi, win-win.